Ok, chào tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Hôm nay em lên em xả cho các bác mấy con đẩy gọi là khủng của khủng đây. Rồi nha. Giá thì nói chung là mềm nhất thị trường, em đố các bác mua đâu được con giá nào đẹp như đần hôm nay em bán cho các bác nha. Con này có mã là PA1008 này nha. Hai con PA1008. Công suất của nó là 1800W một kênh. Nguồn 19 phân nhá. Nguồn 19 phân size 3U nhá. Nguồn đủ 19 phân nhá. Đây em lấy thước em đo cho các bác. Các bác nhìn nguồn đủ 19 phân này. Được chưa? Đấy. Nó chạy là 2 4 6 này, 8 này, 10 12 13. 26 sò bù áp bằng IVF. Nó bù áp 2 tầng nhá, 1 này, 2 bằng IRF nên đưa ra cái tiếng bát nó cực kỳ khỏe. Tụ đây, tụ này là 80V và 15.000mi, 2 4 6 8 10 12, 12 quả. Con này cũng thế, 80V và 15.000mi cũng là 12 quả, thấy chưa? Ok chưa? 2 4 6 8 10 12 quả. Đấy. Mạch thì rất chi là đẹp và sạch sẽ. Này các bạn nhìn mạch này. Đấy, mạch nó rất chi là đẹp và sạch sẽ cho các bác nhé. Nguồn đủ 19 phân. Đấy. 4 quạt loại size 3U, nó rất chi là to. Đây, để làm mát. Con này thì mát vô cùng luôn. Được chưa? Rất chi là đẹp. Rồi ok. Hai con này nhá. Thôi, em bán cho các bác với giá là 5 triệu rưỡi một con. Em bao ship toàn quốc. Đấy. Các bác ở trong miền Nam thì không mua được đâu nhé. Miền Nam Đắk Lắk, Đắk Nông không mua được ạ. Đồng Nai cũng không gửi được. Vì con này nó khá nặng. Các bác ở trong miền Nam chỉ nhận được những con khoảng dưới 20kg thôi. Còn những con khủng khủng này thì không thể nhận được ạ. Em nói luôn về cái lớp sơn này. Nó bị sầy xước này một chút này thì trước khi gửi thì em sẽ sơn lại toàn bộ cho các bác nhé. Em sẽ sơn lại toàn bộ. Nói chung là khi đến tay các bác thì nói chung nó trông rất chi là hoàn hảo. Và đây. Đây ạ. Rồi. Đây nữa. Con này nữa. Con này là Boway ESA1500. Con này có công suất là 1500W một kênh. Tụ là tụ 100V và 10.000mi. Đấy, hai quả nhá. Con này thì chạy sò saken, hai nguồn độc lập. Đấy. 16 sò saken, 8 sò saken 2 bit một kênh. Đây các bác nhìn. Đấy, sò saken nằm phía dưới nhá. Phía dưới cùng. Đây bên này nữa, bên này cũng có. Các bác nào tinh mắt có thể nhìn thấy ở bên trong này có 4 con nữa, bên này 4 con. Có 8 sò con. Con này là sản xuất theo công nghệ của Mỹ nhá các bác nhá. Công nghệ của Mỹ thôi. Còn nó được lắp ráp tại Trung Quốc. Boway Transport cánh én này, cái con chim này. Được chưa? Hai nguồn độc lập, chạy sò saken 2 vít. Con này có công suất là 1500W một kênh. Em bán cho các bác với giá là 4 triệu. 4 triệu nhá. Chưa phí vận chuyển. Chưa phí vận chuyển ạ. Hôm nọ em đang bán 4 triệu rưỡi cả bao ship. Hôm nay em xả cho các bác còn 4 triệu chưa phí vận chuyển. Con này vận chuyển ở trong miền Bắc thì chắc hết tầm độ 200.000. Nếu quá 200.000 thì em sẽ chịu cho bác. Có nghĩa là khi đến tay các bác thì nó rơi vào khoảng 4 triệu 2. Chốt cho nó nhanh, 4 triệu 2 em bảo ship. Ok chưa ạ? Quá đẹp, hai nguồn độc lập nhé. Hai nguồn độc lập. Tụ đây. Rất đẹp. Cái này nó dán thêm một cái lớp nữa, em bóc cái lớp về chung nó xấu quá, em bóc đời đi rồi. Bây giờ nó chỉ còn trơ cái này. Ok chưa ạ? Rất chi là đẹp và sạch sẽ. Nói chung là mạch thì gần trông nó gần như là mới. Chứ không phải mạch là trông cũ đâu. Đúng không ạ? Đây là cổng đằng sau đây. Đấy, đằng sau. À, cái cổng ao này thì nó sẽ ra 2 cộng 2 trừ nhá. Và 1 cộng 1 trừ đấu luôn trên một răng trích. À còn quên còn hai cái con này. Ai. Đây cổng của nó. Cổng của nó sẽ có là đây đầu vào này. Cùng link này và các cái nút gạt như là Sitte Bright này làm đây và đây là lúc này
đây là rắc niu trích. Yeah, đây là cầu chì. Đấy, đây cầu chì. À, ok, bây giờ em test thử cho các bác một con này nhé. Đâu à? Ok, bây giờ em bật này. Đấy, hai kênh đóng cả hai nhé. À, một kênh thì em sẽ đánh hai quả súp 50 này. Và một kênh nó đâu đó nó sẽ bát CIF này, con CIF này thôi. Đây là kênh full nhá. Đây súp đây này. Mới vặn một chút thôi nhá, chưa vặn đến mức 50% nhưng nó đánh rất khỏe và uy lực. Đấy, các bác nghe cái quạt kêu khá êm đúng không ạ? À, với bốn quạt size 3U quay như thế này là rất chi là êm rồi đúng không ạ? Anh em nào quan tâm đến cái dòng sản phẩm chuyên trị những cái dòng loa khó tính thì liên hệ số điện thoại 0398 192 198 hoặc liên hệ số Zalo. Đó em sẽ tư vấn trực tiếp và trực tiếp cho các bác và có thể em nói luôn. Đối với các cái dòng nó nặng kinh khủng này thì các bác nên đặt trước cho em 500.000 nhé. Hàng tới nơi các bác bỏ ra kiểm tra chạy ok. Thứ nhất là đúng hàng chạy ok. Thì các bác thanh toán lốt, còn không thì các bác đóng hàng lại và gửi giá em trả bác, các bác hoàn toàn tiền cọc. Nói chung là các bác khi các bác không nhận được hàng thì các bác không mất một đồng nào cho bên em, ok chưa? Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi.